Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì đang trong cái thời tiết mà lạnh giá như này mà chơi thêm cả map Vikendi nữa thì ối rồi ôi luôn anh em ạ. Thì hôm nay mình đã quay trở lại và làm một game solo squad map này. Sau gọi là hàng triệu năm mình không chơi map này, không biết là bây giờ nó sẽ như nào. Rồi, vẫn là khu vực villa anh em nhá, khu vực mà mình rất là hay bay trong map này luôn. Đây, trước mặt mình có tiếng chân rồi này. Một thanh niên cũng vào đây loot. Kìa. Di chuyển IQ đấy. Tưởng công thẳng chứ. Chạy ra ngoài à? Ông này thấy là không muốn chơi mình rồi anh em ạ. À. Ông này muốn né né rồi. Đây, mình rút cái giáp ba mình công luôn. Ở khu này thì đồ nói chung là khá là ok. Mình thích mỗi khu này tại vì nó dễ loot. Đồ nó cũng giàu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dí theo tên này anh em nhá. Nó đang loot ngay khu vực nhà bên dưới này. Nãy mình thấy có hai ba tên đáp dù xuống đây mà sao lại có mỗi được anh em mỗi có tên này nhỉ? Mình cứ dí cái tên này trước anh em ạ. Ông này vẫn đang còn gọi là loot đồ cực kỳ đam mê luôn. Mặc dù mình đã cố gắng công và tiếp cận lại gần nhưng mà tên này cứ càng ngày càng ném mình ra thôi. Ô, tên khác à? Á đủ. Ôi rồi ôi, hai ông luôn anh em ạ. Clear luôn rồi. Thì ra là hai tên là ngoài này hết. Vãi thật, tên kia nó dụ mình ra đây để cho bạn nó kẹp mình chứ. Chiến thuật cũng IQ đấy. Rồi. Đây để mình ra mình loot lại một tí nữa. Đấy, trận này villa có mỗi team hai người. Ô tiếng chân này. Đây mình nghĩ chắc là con bot. Đây bên ngoài. Đấy. Rồi. Ồ, súng thính luôn. Nói chung là chơi map này thì nhặt được Flaregun thì không có gì và phải ngạc nhiên anh em ạ. Tại vì tỷ lệ map này xuất hiện Flaregun là cao nhất trong tất cả các map ở trong cái game này. Ui rồi ôi, MG3 với lại MK14. Đúng combo gọi là tanker cơ mình thích nhất trong thính luôn anh em ạ. À. Thế thôi trận này top 1 rồi. Bot à? Bot hay người giả bot đây? Hai con bot. Trời ơi. Mình vẫn ăn bot để xem coi là hai con bot này có scope không. Trận này thì đồ thì giàu đấy nhưng mà thiếu mỗi scope. Thế mới cay chứ. Vâng, chắc con bot này không có gì. Con này cũng thế luôn. À, lại là con bot à? Mình cứ tưởng người. À, để mình xem con bot này có scope không nào. Cũng không có luôn anh em ạ. Nghèo thế nhỉ? Hay vào đây loot lại. Đây rồi. Có tiếng xe Dacia anh em ơi. Nó dừng người sao ấy? Nó dừng ngay trước mặt mình này. Khả năng là nghe thấy tiếng súng mình, thế là dừng đây để canh ấy. À kia rồi, mình thấy cái đầu xe này kìa. Nó không công hay sao ấy nhở, nó đang đứng đấy nó canh à. Để mình thử ốp quả bom vào chỗ xe xem nào. Gặp mấy thanh niên chơi kiểu này là rất là IQ nên anh em mình phải cẩn thận. Ồ, có xe khác vào. Có xe bọc thép vào. Ồ, cái gì kia. Vãi trưởng thanh niên kia. Bất cần đời nhà đứng trên nóc xe này. Chán sống các bạn. Rồi ôi, một băng MG3 mà xe vẫn chưa bốc khói anh em ạ. Ô, nó xuống kìa. Đây, để mình thay đạn xong rồi mình công luôn này. Ôi rồi ôi, đứng sau xe mà lộ cả người thế này. Khả năng là vẫn đang còn người trên xe đấy. Bọn này lại chơi theo kiểu gọi là bất động đây mà. Cả trước đã anh em ạ. Đâu rồi, trên xe có ai không? Hình như không có ai. Ui rồi, xe này gần nổ rồi. Ui. Đây này, cái tên mà ban đầu đi con Dacia tới này. Vãi thật, nằm nơi canh anh em ạ. À. Tí nữa là oẳng. À kia bạn nó phải không? Kia con bot đấy chứ. Team này như là nóc 3 rồi này, còn một ông nữa. Vâng, quả nãy lên con xe bọc thép. Lên con xe bọc thép mà mình thấy máu còn có tí ấy, mình hết cả hồn luôn ấy. Nó bị lag anh em ạ. À. Bây giờ xe này nó bị lag nhờ. Ngày trước là cần nổ nó sẽ bị bốc khói này. Kia là con bot à?
Bot hay là người đấy, tầm ca bắn như đúng rồi vậy. Đấy, để mình lút qua đã. Không có ông nào có cốp nhỉ? À đây, có cốp 4 rồi. Rồi, lấy tạm cốp 4 đi. Còn bạn tên còn lại không biết đâu. Ồ, tướng xe ở dưới. Đây, 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 đây. Chạy ở dưới này. Ôi giời ơi. Đứng lại bạn ơi. Ui rồi, cờ liên luôn anh em ạ. Trời ơi, sới như này. Bảo sao không bị ban ác. Cũng may mà ác mình là vào gọi là đối tác nha, chứ không là bị ban tiếp rồi. Ở xe phát anh em ơi, hết xăng rồi. Ồ, tiếng súng trước mặt. Ui giời ơi, một team nó ra nó bắn kìa. Sấy luôn. Trời ơi, không nốc được hai ông anh em ạ. Nốc được mỗi ông. Tên kia may mà chạy kịp. Rồi không biết là đang sấy ai trên đấy nữa, để mình công lên luôn đi. Một ông yếu lại một ông cũng bị nốc. Đây, mình sẽ dừng ngay chỗ hòn đá này luôn nhá. Ồ, đang cứu các bạn. Rồi ôi, còn một tên nữa đâu nhỉ? Gạt chắc bạn. Ok kìa, mình đang để cho 60 à? Vãi thật. À, trước mặt này, trước mặt này. Đây rồi, tiếng chân trước mặt. Công lên hả bạn? À, lúc nãy là do mình lút nhầm cây MG3 nó bị kiểu nó bị rơi ra xong lút lại nó lại để mặc định là chế độ 660 ấy mọi người. Đây không có luôn, bắn nhau chỗ nào ấy nhỉ? Còn 5 ông nữa thôi. Ôi ơi, trước mặt này. Ui rồi ôi, hai tên luôn. Nó vừa mới nghe tiếng xe cái nó định nằm thì nó sấy luôn anh em ạ. Bây giờ phải tìm góc nào dừng để chơi bọn này mới được. Kìa nó lại ra nó đón mình kìa. Góc này không được anh em ơi. Ui, chỗ đằng sau này thì không có chỗ lên rồi. Khó đấy nhỉ. Nó đang đứng góc cao mà nó lại nhiều người nên là mình không thể dừng mình chơi được. Để mình lượn ra chỗ góc phía đằng sau thêm một lần nữa. Ôi rồi, một tên công gần này. Căng thẳng thế bạn ơi. Dừng đây được không ta? Dừng đây cũng không ổn. Ôi bên phải có luôn này. Ôi rồi, hai tên luôn. Ôi rồi, bọn này ba thằng em ạ. Team này có ba thằng luôn đấy. Mình tưởng ban đầu tưởng có mỗi hai. Đây mình dừng đây. Ôi. Kìa, chạy kìa bạn ơi. Tí nữa nhá. Rồi không sao, vào được nhà là ngon rồi anh em ạ. Mình đứng đây mình canh xem bo như thế nào. Rồi chỗ mình vẫn đang trong bo. Cái map này nó có một cái đặc trưng là những cái bo cuối nhá, nó thu rất là chậm. Mà cái vòng thu tiếp theo ấy, nó rất là nhỏ luôn đấy. Nên là nhiều khi đợi bo cuối map này kiểu dễ bị vội ấy, anh em, dễ bị hồi hộp ấy. Nó không nhanh. Nó cứ từ từ từ. Đây rồi. Đẩy xuống các bạn ơi. Ai à, ai à, ai à. Bạn đang đứng chỗ nào ấy nhở? Để mình vòng trái đi. Vòng trái là mình bắt được góc bọn này. Nốc một rồi mà sợ gì. Công luôn. À đây rồi. Đứng sau hòn đá đây. Sổ rồi. Oh. Đây tên trước mặt nữa. Nghe tiếng súng mà không thấy người. À đây. Trống mà sấy mình là dở các bạn. Rồi, lia ba ông luôn. Cầm combo này thật sự là mạnh, quá mạnh luôn đi. Bắn một tim không mất một giọt máu nào này. Rồi, lấy xe tìm nốt đó, hai ông còn lại anh em à. Rồi đi lượn thôi. Quái lạ nhỉ, hai ông nội để nốt chỗ nào ta? Ôi, nhà này mình check 2-3 vòng rồi cũng không thấy luôn. Hay ở dưới này. Ô đây đây, từ chân sau lưng. Đây rồi. Đứng sau lưng à bạn. Ui ơi, sau lưng có luôn. Ui nó bắn mình rồi. Ui không được không được không được. Máu yếu anh em ơi. Đây dừng chỗ này hiếu máu đi. Trời ơi, tí nó bằng. Ui góc này có bị lộ không ta? Ô kìa nó chạy kìa. Một tên bẻ trái rồi. Một tên đang góc ở trước mặt mình nữa. Trời chỗ này dễ bị lộ lắm nha.
Không biết là bọn này phải cùng team không? Thấy chúng nó chia góc và chúng nó kẹp mình cũng thấy khá là giống là cùng team lắm anh em ạ. Các phải cẩn thận mới được. Rồi, hiêu được máu thì ổn rồi anh em ạ. Bây giờ phải xử lý một tên trước đã. Không biết tên này nó có ngó mình không ta? Lấy xe mình công luôn cái tên trên này trước anh em nhé. Mình có combo là mạnh nhất game mình sợ gì. Đẩy luôn. Cho đỡ bị hoang mang anh em ạ. Đâu rồi? Đây rồi, ngay dưới này. Úi rồi. Chạy đi đâu? Thì ra là hai tên lẻ. Thế còn tên cuối ngay dưới thôi. Đây mình lấy xe mình lại chỗ góc cũ. Cái chỗ hòn đá lúc nãy là cam ở góc dưới rất là đẹp luôn này. Đây. Ok. Không biết là nó đã chạy lên trên chỗ mình chưa hay là nó vẫn đang đứng góc dưới thì top 1 chắc chắn là về mình rồi, góc đấy ngoài bo nữa. Đây, mình sẽ lên trên này mình đứng nhé. Tiếng chân ngay sau ở dưới thôi anh em ơi. Ngay chỗ gốc cây này. Đã công lên đây rồi. Ủa nó ốp bom này. Nào. Khó ra hả bạn ơi. Một đơn duy nhất thôi. MK nó đấm mồm cho không trượt phát nào. Rồi. Ui tên kìa. King of Covid. Ok thì trận này mình cũng đã quay trở lại và làm một game đấu solo squad ở bên map Vikendi nha. Cũng lâu rồi mới chơi map này, thấy anh yêu cầu nhiều quá mà mình thấy chơi map này tìm trận nó cũng hơi lâu với lại nó ít Việt Nam anh em. Bạn nó chán lắm, nó không gắt bằng map sự kiện. Thôi bye bye anh em nhé.